Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay để tiết kiệm tiền, mình sẽ từ cắt tóc của mình để đỡ tốn tiền. Thành bài đấu, cắt tóc là tốn tiền. Một lần cắt tóc là tới ít nhất, chỗ rẻ nhất là 20 đồng nhắn đẹp. Còn mình cắt như vậy thì chỉ muốn cái lông đơ này có 20 đồng thôi, mình tự cắt. Vấn đề tỉnh chắc là tại đấy là được. Không biết nổi là quá xấu. Ok, đây là đồ nghề của mình, các bạn nhìn đi. Đó, có kéo nè. Hai cái kéo, kéo tỉa, kéo cắt, được. Hay một cái tâm đơ. Đó, chỉ vậy thôi. Cái hai đầu nữa nè, từ cắt. Thì đầu tiên mình sẽ cắt bằng cái nghềm. Nghềm này là nghềm 6mm nha. Cắt đặt đi, ok. Hay mới được, kẹo. Ok, mình sẽ cắt hai bên trước. Thế này. Ok, được. Cái là kiểu anh đòi cắt nữa này, chứ mình không biết cắt cái gì khác đó. Ok, là xong mình bên coi thử coi. Nó bị tạt hổ vào, chả thấy cái gì cả. Đó, cũng tạt hổ thôi. Nhìn hơi... Được, nhờ qua bên đây đi. Ok, mình coi thử coi. Cắt hơi sát không vậy? Ok, không sao, cắt đi. Rõ rồi. Thôi đây như vậy thằng ảnh rồi. Giờ cắt ra đằng sau nha. Đằng sau thì cái này, cái nghiệm này nó hơi lắm quá vậy. Sau thì mình sẽ cắt là 90mm nha. Đừng có quay, cái gương mình thấy nhiều hơn. 90mm, đây.
Đây hả? Đó, mới cắt tóc xong rồi mấy bạn. Đẹp trai sát sủa hơn không? Hãy nhìn đây, nhìn xung quanh nha. Đó. Thấy chưa? Một nửa là mình cắt, còn một nửa là bọn mình cắt. Ok. Đó, nếu ai tiết kiệm tiền cho mình thì tự cắt tóc đây, mua cái toner đi, tự cắt. Ok. Nhớ là subscribe cho mình nha mấy bạn.